Hello anh em. Chiều nay rảnh một tí cho nên là tôi tranh thủ ngồi livestream tiếp con Far Cry Primer luôn. Tôi thì vốn đã định trò này mấy hôm nữa chơi tiếp cơ, nhưng mà nhiều anh em PM về page bảo là chơi nốt cho nó phá đảo đi, thành ra là thôi chiều nay ngồi chơi luôn nhá. Đánh nhau luôn này. À, thằng này định ném. Ném độc cả con. Ném độc cả con. Phần trước thì chúng ta đã dừng ở cái đoạn đây rồi, có con ma bút, có con ma bút. Cưỡi 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 cưỡi. Cưỡi ma bút, cưỡi ma bút. Phần trước thì chúng ta đến cái đoạn mà đi cứu bọn Wenza bị mấy thằng cái tộc tộc mà sơn sơn xanh xanh trên người ấy nó bắt. Và chúng ta phải đi giải cứu với những hội đấy. Ô. Sao mình đứng ở ngay chỗ này mà có thấy thằng đéo ở đâu mà giải cứu nhỉ? Ok, còn 2 điểm nữa, còn 2 điểm nữa để giải cứu bọn Wenza. Tôi nhắc lại với những anh em nào mới xem lần đầu nhá, thì game này có tên là Far Cry Primal. Ôi mẹ, con ném vũ khí đi thế. Tù sư. Game có tên là Far Cry Primal và chúng ta quay trở về cái thời tiền sử. Trong đấy thì nhân vật chính của chúng ta là một thanh niên người Wenza. Ủa, cái đéo gì nhỉ? Mẹ nó đánh ở đâu ấy? Một thanh niên người Wenza và phải tồn tại trong cái cuộc chiến giữa các cái bộ tộc người tiền sử khác nhau. Ok. Tôi đang đi giải cứu những thanh niên trong cùng tộc mình bị cái bọn thổ dân nó bắt. Chúng ta phải đi giải cứu mấy thanh niên đấy. Game này đang cưỡi voi được, tôi đang cưỡi voi đây. Anh em thấy voi chưa? Ôi, ngon luôn. Game này offline nhá. Húc nó cho anh. Húc nó cho anh. Húc nó cho anh. Láo à. Nói chung là cưỡi ma mút này mà đánh thì mẹ. Ủa. Mẹ. Con này con định húc cả ma mút kinh. Chơi ma mút trong này thì bá đạo mẹ luôn. Chỉ cần đi vào hook thôi á, còn phải làm gì. Đấy, tôi đang điều khiển con ma mút này đến chỗ làng của bọn thủ dân để cứu. À, mấy thanh niên này. Láo này, láo này. Hai phát đứt luôn. Ma mút này cứ gọi là vãi trưởng luôn. Bọn kia đánh mẹ thoải mái luôn, nó chỉ cần hook cho một phát là chết. Ok, nhiều anh em vẫn có vẻ thích chơi GTA 5 nhỉ? Cái trò ấy bệnh hoạn vãi cả cứt. Hôm qua tôi chơi đến cái đoạn 18 cộng phải tắt ngay ấy. Ok, xuống đây rồi, đến nơi rồi. Ok, tôi sẽ xuống đây để tấn công vào cái làng này. Lấy cung đã. Phải đập ngay cái tù và đi, không có chúng nó mẹ. Chúng nó thổi tù và là vỡ mồm. Mẹ để tù và ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đập vỡ tù và đã. Bây giờ mình đi chiến. Láo này, láo à. Hai phợt. À, con rời, con rời. Có thằng nào? Mẹ chúng nó ở đâu nhỉ? Bù láo bù lêu mấy con này. Đứng đây nấp à? Đứng đây nấp à? Còn thằng nào nữa? Đây rồi, mấy con rời. Nấp này, nấp này, nấp này. Ok, đập vỡ hết tù và chúng nó không gọi được. Nó gọi đồng đội đến rồi. Mẹ vãi cứ. Thôi rồi, cứ để chúng nó đến đây. Ăn tổ ong vào đầu nhá các con. Ăn cái tổ ong nhá. Ăn cái tổ ong nhá. Trong này chúng ta có thể ném tổ ong thay cho lựu đạn. Ok.
Ok. Có vẻ là giết được hết bọn đấy rồi. Giờ đi cứu mấy thanh niên quen ra bị nó bắt đã. Ra đi em. Đó nó. Một thằng đấy bị... nó đâu đây? Láo này. Ôi mẹ thầy khỏe thế. Đánh chết cả hổ mình kinh. Chạy đi em ơi. Trong này chúng ta điều khiển được thú nhá. Anh em nào chưa biết, trong này chúng ta có thể điều khiển được thú. Đây là con hổ răng kiếm do tôi bắt được. Và dùng nó là vật nuôi của mình luôn. Ok, đã chiếm được giải cứu được mấy thanh niên quen ra ở đây rồi. Tôi vào xem có đồ gì không đã. Mẹ bọn kia vẫn lại lắm thế. Mẹ tù sư. Láo à, mẹ có mỗi con mụ đấy. Ok, có một điểm nữa thôi. Đi điểm cuối cùng này. Cưỡi con này đã. Trong này rút kinh nghiệm mà tôi cứ phải cưỡi ma mút chơi cho sướng. Mẹ kẹt mẹ rồi. Vãi. À đây đây. Tưởng kẹt. Đây rồi, chúng ta đã đến một cái điểm tiếp theo để giải cứu mấy thanh niên kia. Xuống đã. Bây giờ bật cung lên. Trò này tôi nói luôn với anh em, nhiều anh em vẫn hỏi link nhá, là trò này chưa có crack. Anh em muốn chơi thì mua ở trên Steam. Giá nó bây giờ nó rơi vào khoảng tầm hơn 1 triệu. Cái hồi tôi mua ấy là nó đang giảm giá trong cái đợt Steam Sale cho nên là nó rẻ hơn, nhưng mà đợt bây giờ anh em mua thì sẽ đắt hơn. Một phát vào đầu con lợn. Một phát nữa vào đầu đứt luôn. Có thằng nào? Láo à? Giết nó cho anh hổ. Một phát đứt luôn. À đây chúng ta có thể giải cứu được mấy em hổ này. Nhưng mà thôi đéo cần giải cứu. Thực ra nếu mà chúng ta chơi thông minh ấy, chúng ta đứng ở trên bắn vào cái cửa này. Nó vỡ cái cửa này ra thì mấy thằng ôn đứng ở đây nó cắn chết. Đây tôi sẽ phá ra. Phá cho nó thoát. Kệ nó thôi. Ăn đi em. Ok, còn 100 bước nữa chúng ta sẽ... À đây, làng chúng nó rồi, làng chúng nó rồi, làng chúng nó rồi. Từ tôi gọi cú đến đã. Con cú ấy nó sẽ giúp mình như kiểu là thám thính trước tình hình địch ấy. Chúng ta sẽ bay, chúng ta ghi nhận trước xem là bọn địch nó có bao nhiêu thằng và nó trấn thủ những vị trí nào. Sau đấy chúng ta mới tấn công. Ôi đẹp, kéo đây. Mẹ. Từ từ ngồi xuống đã, nó phát hiện rồi. Ok, cho cú bay đến chỗ này. Đây, ở đây nhìn thấy được một thằng cầm thổi tù và này. Một thằng đứng ở đây này. Cái trại to phết đấy, mày đùa đâu. Hai thằng, ba thằng, bốn thằng này. Ôi mẹ đông đấy. Chỗ này ít phải tầm chục thằng. Thôi rồi, biết thế. Tôi sẽ chơi ẩn nấp. Chơi bọn đông như này phải chơi ẩn nấp. Tối nay nhiều anh em bảo tôi không líp á. Tối nay tôi vẫn líp như bình thường, nhưng mà chắc là sẽ muộn một tí.
Tối nay sẽ lip GTA 5 nhá. Nhiều anh em mẹ thích cái trò 18 cộng đấy, mẹ PM tôi chơi suốt từ hôm qua đến giờ. Nhưng mà đây là tôi chơi trò này để cho những anh em nào mà chưa xem cái game này biết đã. Game này rất hay. Từ từ tôi thay cung đã. Rồi, chơi cung đôi. Một phát đứt. Ôi chết rồi, nhanh nhanh nhanh, không nói mẹ. Nó để cái tù và ở đâu, không nó thổi mất. Mẹ chạy chỗ tù và nhanh. Vỡ tù và đã. Một thằng đứt. Ôi mẹ bắn kinh thế. Láo này. Láo này. Giết nó cho anh. Mẹ có thằng nào ở đây? Ôi chết rồi, thổi tù và rồi. Mẹ, sao mình phá hết tù và rồi cơ mà nhỉ? Ô tổ sư của bọn. Con lượn này. Leo lên giết nó. Láo với tao à? Láo à? Láo à? Ôi. Mẹ bắn đau thế. Từ từ tôi làm tổ ong đã, chơi hết tổ ong rồi. Giết thằng này đi. Tiên sư chúng mày. Láo này. Còn thằng nào? À anh con tin. Giải cứu thằng này đã. Mẹ thằng nào đứng thổi tù và ấy nhỉ? Đây rồi, con rời. Thổi tù và này. Ây à. Đau đấy. Đau đấy. Đau đấy. Đau đấy. Láo à. Ôi từ 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 anh ơi, từ từ anh ơi. Em mẹ hồi sinh phát đã. Bắn cung bố mày này. Bắn cung này. Thằng kia đâu? Chạy đi em ơi. Tôi đây giải thoát cho thanh niên này đã. Mấy thằng đuổi. Ôi ôi, từ từ, tao trốn ra đây đã. Đứng nấp trong này à con. Leo đây giết thằng chó này đã. Tổ sư mày. À, đứng ở trên đây ném bố à. Láo này. Xong phim một thằng. Giết thằng này đã. Bố láo bố lếu à. Ây à. Thầy khỏe đấy. Sao mình hết sạch bom bùng nhỉ? À đây bom đây còn đây. Mày. Một cái bom. Hai cái bom. Ba cái bom. Có đẹp fail rồi à? Vãi. Mẹ nhiệm vụ này không được để một thằng quen ra đào chết. Ôi nhiệm vụ khó thế, nó bắt mình không được để một thằng quen ra nào chết cả. Lúc nãy đánh nhau mầm, cuối cùng để một thằng chết cái là mẹ là thua luôn. Bố tổ. Được rồi, thế thì mình sẽ đi ẩn nấp thôi.
Ok, mấy anh em bảo là phải cứu hết rồi giết. Ok, tôi biết rồi. Tôi cứ tưởng là mình chỉ cần giết bọn đấy là được, đéo ngờ nó vào nó giết con tin. Mẹ bọn mất dạy vãi. Chết rồi, mẹ. Nó phát hiện rồi, con hổ. Con hổ ấy quá. Rồi, cứu con tin đã, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đéo cần quan tâm đến mấy thằng kia luôn. À, canh à. Hai thằng. Còn hai là con tin nữa, nhanh 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 nhanh. Rồi. Một thằng nữa. Chết mẹ cho con. Mẹ con thằng nữa đâu nhở? Đây rồi, đây 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 đây. Dậy đi em. Rồi. Cứu hết rồi đấy. Con đó còn. Rồi, cứu hết rồi. Đập cái này đã. Không cho chúng nó thổi. Con dog này. Ây à. Con dog cái nó đứng ở trên cao. Đứng trên cao này. Đứng trên cao này. Còn thằng nào nữa? Giết nó cho anh. Xong phim hết chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ gặp mấy cái thằng quen ra mà mình đã vừa mới thả ra ở chỗ cái đền của con Batari. Có vẻ là nhiệm vụ này xong rồi đấy. Ôi đẹp mẹ, bị con cán thịt nó cắn kinh vãi. Hổ đâu ra đây, tao cưỡi cái mày. Ăn đi em. Leo lên. Anh em xem bị lag à? À, bị nhòe à? Nó nhòe căn bản là do tốc độ mạng đấy. Anh em thử F5 ra ngoài ấy. F5 ra ngoài xong rồi vào lại, hoặc là trên di động thì anh em back ra xong anh em vào lại xem nó có đỡ hơn không. Tại vì là nó không được HD, chủ yếu là do tốc độ mạng thôi. Trên face nó cũng không hỗ trợ HD ngon lắm. Ok đây rồi, cái đền của con Batari đây rồi. Mẹ tổ sư. Ok xuống đã. Có vẹo gì ở đây không? À đây, mấy thằng mình cứu được đây. Mình bảo chúng nó là dẫn ta vào trong cái đền của con Krati. Bọn này làm gì ấy? Cắt cái dây thừng à? À ha, mình phải đi cắt cái dây thừng. Ôi mẹ, đây là cái máy bắn đá mà, vãi. Kinh vãi. Kinh đấy. Quả bắn đá sẽ bắn thẳng vào cái cửa ấy kìa. Bố đời vãi. Cắt đá một phát. À đâu, đây là cái máy bắn đá để làm gì nhở? Đâu, có phải mình bắn đây đéo đâu.
Nhầm rồi, cái máy kia không phải là cái máy bắn đá để bắn vào cái trong này, mà mình đang cắt cái dây bắn đá đi thôi. Ném tao này. Giờ sao? À bọn này nó đẩy, đúng rồi, đây bọn này nó phải đẩy cái này đã. Cái này nó đổ xuống. À bọn này. Chúng mày láo à. Ây à. Bắn người của tao à. Đổ chưa, đổ chưa, đổ chưa. Đổ rồi, mẹ tiên sư chúng mày. Vào đây, vào, 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 vào. Bây giờ phải vào trong này, leo lên trên. Đấy, độ mặt nạ vào rồi đấy. Mẹ, bọn anh nhìn thấy mình đang mặt nạ chạy mẹ hết. Chạy hả con? Chạy đi đâu hả con? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Úi giời. Chạy à? Chạy à? Đuổi theo nó giết nó. Bọn này có vẻ sợ cái mặt nạ của mình. Ô giấy đâu đấy? Nhà mẹ đường rồi. Đây đường lên, đây đường lên, đây. Hóa thú rồi, hóa thú rồi, hóa thú rồi. Chắc đang bật ulti mẹ. Địch nhìn thấy chạy hết. À chạy hả các con? Chạy đâu? Út mẹ toàn chém trượt. Chạy à? Ôi tiến vào. Con đéo nào hát nhỉ? Nghe tiếng nhạc kinh vãi. Có anh em bảo tôi đeo mặt nạ vào ác vãi. Đúng thật, mẹ mình thấy mình đeo mặt nạ vào cái kinh hơn hẳn. Bọn kia nhìn thấy là chạy luôn, không cần biết luôn. Bình thường bọn đấy kinh lắm cơ. Chắc là nhìn thấy tưởng mình là thần. Phá vỡ cái này. Ôi đẹp. Ôi, con này tưởng lần trước mình sọc cho phát vào đầu rồi cơ mà. Vãi. Ôi đẹp. Tháo mặt nạ ra rồi. Cái đéo đấy. Cái gì đen đen nhìn như kiểu nhật thực nhỉ? Ôi sắp nhật thực vãi. Mẹ con Batari đấy ở đâu đây? À đây rồi. Thiên sư mày. Lên giết con Batari nhanh. Có đen. Đốt cái này đấy. Làm nào bắn được con kia nhỉ? Mẹ con Batari nó có đứng ở trên này nó làm cái đéo. À, là mình phải đấu cung với nó. Con này có cung đôi à? Chơi đấu cung rồi, chơi đấu cung rồi. À. Đấu cung với anh hả em? Ôi cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Chạy 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 chạy, bắn kinh quá. Tổ sư con này. Thay cung đã, thay cung đã. Nó bắn kinh thế nhở. Ôi chết rồi, mẹ quân nó đến rồi. Mẹ mà này đánh chùm một khác khó vãi.
Đấy, mấy con rồi ném tao à? À, đây. Đánh chết nó. Mẹ phải khỏe thế. Ô, xong chưa nhở? Yếu hiểu lắm. À, có mấy thằng đây à. Một phát chết luôn. Ủa chết tôi rồi. Hết máu, đừng, từ từ chị ơi. Mẹ con kia nó bắn kinh vãi. Lấy cung ra đã. Tiên sư mày. Mẹ chỉ cần dính một phát của nó thôi là mình đã mất mẹ nửa máu luôn. Mẹ nó còn bắn cung lửa mới kinh. Từ từ tôi đốt lửa lên cung lên đã. Bắn ông à con. Ôi, chết tôi rồi. Báo bắn con này kinh thế nhở? Một phát vào người. Hai phát vào người. Ba phát vào người á. Ôi, còn mỗi lao thôi, hết mẹ cung rồi. Láo này. Chợt ơi. Thế đã hết. Hết cung tên thì chớ. Nó phải dùng đến lao với con này rồi. Phải dùng đến lao với mày rồi. Ôi, thú của mình chết rồi, chạy đi em ơi. À, quân hỗ trợ à? Có thằng nào nữa? Ném mìn à con? Mấy thằng hỗ trợ đâu? Một phát đứt luôn. Tấn công nó cho anh nhanh lên. Ủa lắm thằng này thế. Ủa sư mày. Cắn nó đi em. Chết chưa còn thằng nào? À ha, còn một con này thôi, ok. Lên giết tiếp con kia. Chết rồi, hết mẹ các thứ rồi. Con tổ ong không trợ được. Ném tổ ong sang. Ô, tổ ong đéo ăn thua. Kiếm đéo đâu ra ấy bây giờ nhỉ?
À có thể nhận nhận được cái này, nhặt được đây rồi, lao đây rồi, lao đây rồi. Ok, lấy được lao rồi. Nấp xuống đây. Mẹ đau đấy. Con này giết khó vãi. Một phát. Hai phát. Ui mẹ, trượt mới đau chứ. Nấp đâu hả con? Nấp này. Mẹ nó lại gọi bọn ấy đến rồi, bọn đệ đến rồi. Mẹ đây, đống luôn. Láo với anh à? Láo với anh hả con? Còn thằng rời này nữa. Đông thế. Mẹ bọn đó phải đông vãi đai. À này. Thế tôi gọi con gấu lên đã. Với mấy thằng này phải chơi gấu. Ê ê, từ từ anh ơi. Một phát. Chơi với gấu của anh nhà em. Đánh nó mẹ như đập đất. Nhóm chết à? Toi rồi. Làm được mũi tên rồi, ok, ngon rồi. Ra đây em. Một phát vào người. Một phát. Sắp chết rồi. Láo này. À nó sợ chạy rồi. Nó sợ chạy. Con này xuống đây rồi. Tiên sư mày. Xuống đây hả em? Xuống đây hả em? Ai ai mẹ tí chết. Đừng có chết. Mẹ tiểu sư. Con Batari đâu rồi? Ây à! Batari ở trốn mẹ đâu rồi nhỉ? Từ từ chạy đã. Kìa rồi, tôi thấy nó rồi. Con chó, mày còn tí máu thôi con ơi. Xác mẹ định như con. Ôi, từ từ chị ơi. Đi.
Đùa mẹ tiếc thế. Ok, chơi lại. Anh em bảo là đốt tên á. Đốt mấy cái này hả? Ờ đúng rồi, đốt mấy cái này đúng rồi. Từ 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 tôi thắp tên lên đã. Bắn mà có thể nó cháy quái đâu. Thế cháy quái đâu nhỉ? Vẫn mẹ sừng sững sững nhỉ? Mẹ nó gần chết rồi thì mình chết bực thế. Không đốt được cái này, tôi bắn tên cháy rồi mà nó có cháy đéo đâu. Chứng tỏ là không 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 bắn cháy được cái này rồi. Và lần này tôi sẽ nấp kỹ hơn không để nó bắn nữa. Mày ra đây. Tránh nhanh thế. Đốt nó khi nó nấp thôi á. Thế thì cũng giải quyết vấn đề gì đâu. Thế chờ đợi nó thò mặt ra cho lành. Ok, một cái đã ấy rồi, một cái đã vỡ rồi. Mấy con đượi này. Vào đây em. Con dog trốn đâu rồi? Ấy à, đâu đấy? Khổ chết, dậy đi em. Khổ chết tôi rồi. Bị ông kia nó bắn kinh quá. Bắn một cái chảo lửa bên trên á. Ok, tôi bắn thử vào cái chảo lửa xem nhá. Đốt cung hai à? Bắn cái chảo lửa rơi xuống đầu nó. Bắn có rơi xuống quái đâu. Mẹ giết được con đó phải lâu vãi. Tôi bắn cung và chảo lửa rồi, đốt cả cung rồi, nhưng mà nó có trúng chảo lửa nó có giải quyết vấn đề gì đâu.
Ok, nó gọi bọn này đến rồi. Láo này. Đánh hổ của anh à? Giết này đi. Xong phim. Ok, tôi sẽ chơi giáo này đi. Ném cho sướng. Ra đây em. Ô mẹ, nó chạy ra rồi, lại gọi bọn kia đến rồi. Thế mà anh em bảo tôi ném cái chảo lửa có giải quyết vấn đề ở đâu? Tập trung đánh bọn này thôi. Mình cứ đánh vài lần là nó sẽ, cái con nó sẽ đi xuống khỏi chỗ đấy. Con rời này. Con rời này. Chết chưa? Đi. Mấy thầy khỏe lắm. Từ từ tôi thả con này ra đã. Thả con này nó sẽ giúp mình đấy. Hình như ở trong này có cái ở đây có cái này chúng nó không thổi được. Mẹ tổ sư gì mà kinh thế em, cho mày một nổ, cho mày hai nổ, cho mày ba nổ, cho mày bốn nổ. Ra đây. Chết cho con. Ấy à, con kia nó bắn phụ kinh quá. Con chó súng dai thế nhở. Hổ nhanh cứu nó chết mẹ rồi. Thôi xong, con hổ chết rồi. Gọi gấu đã. Ok, giờ đến đây phi con này tiếp. Một phát nha em. Ra đây con. Hai phát. Ra đây em. Ba phát. Mẹ gọi cứu viện rồi. Tổ sư. Nó bị mình bắn mấy phát nó gọi cứu viện ngay. Láo này. Giết nó cho anh. Đó phải độc vãi. Nó còn ném dao với kinh. Giết tao đi.
Rồi ngon rồi, ngon rồi, xuống đây tao cho ăn. Phải cho con này luôn luôn đầy máu mới được, mình không nên dục tốc bất đạt. Rồi, cho nó tấn công thằng kia. Ra tấn công nó cho anh. Láo này. Tiên sư mày. Chết tại mày đi. Trời ơi, khỏe thật. Ăn đi em. Từ từ tôi lên lấy thêm cái ấy đã. Lấy thêm mấy cái giáo đã. À, hết mẹ giáo rồi. À, vẫn còn cung. Tốt. Mẹ gấu của mình bị con kia nó bắn chết kinh vãi. À đâu, mẹ đây là thằng ấy chứ. Chết cha mày cho con. Ok, rồi chạy lên chiến tiếp với con dog này. Ấy à. Hết giáo thì mới đau chứ. Ra đây em. Nấp này. Nấp này. Đau đấy. Chạy xuống đây đã, nó lại gọi quân nó đến rồi. Con battery, con battery. Ôi chết tôi rồi, chết rồi, chết rồi, chết 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 chết. Đừng có bắn tao. Mẹ tí ơi chết. Gọi thú khác, gọi thú khác, gọi thú khác. Không nên dây dưa mấy thằng này. Chỉ còn con đấy với cả một thằng khốn nạn này nữa thôi. Giết nó đấy. Đánh à? Đánh thú của tao à? Ấy à, đau đấy, đau đấy, đau đấy. Mẹ gọi hết các thể loại thú ra vẫn đứt. Rồi tôi sẽ hồi sinh con gấu này. Gấu đâu ra, giết nó cho anh. Mẹ con battery đâu? Con battery đây rồi. Tổ sư mày. Cho em gấu ra giết. Chết cha mày chưa? Ok rồi. Mẹ. Đánh con này mất công vãi. Mày chết cho con. Ok áo đây. Đẩy con này vào lửa, đẩy con này vào lửa. Vãi. Đẩy nó vào. Con sư mày. Xong rồi, xong rồi. Ui thiêu mẹ luôn. Vãi. Xong rồi. Thanh niên dã man vãi. Đã giết được con battery rồi, phá đảo chưa? Mẹ mệt vãi.
Ô chưa phá đảo à? Thế anh em bảo vẫn chưa phá đảo mới kinh. Thực ra trong này thì mình đã giết được cả thằng trưởng tộc Udam lẫn con Batari rồi, thì làm gì còn thằng nào nữa nhỉ? Ủa các thanh niên mẹ trai làng ra đón chào vãi trưởng. Bọn này chuyên môn có trò bắt mình đi, còn chúng nó ở nhà hưởng thụ xong rồi mẹ. Mẹ thanh niên uống tiết canh hay rượu à? Nó bảo là từ bây giờ thì Gwenza sẽ kể câu chuyện về Taka và kiểu vua thú, người đã giết được con Batari. Mình sẽ trở thành huyền thoại đấy. Yao suốt ngày bắt tao mẹ uống mấy cái tiết canh này. Thôi lại mẹ phê thuốc rồi. Mẹ các thanh niên mẹ chơi cần ngáo nhảy mẹ. Ấy trưởng. Giờ sao đây? Ô đẹp ngất mẹ đây luôn. Mình đang ở chỗ yếu nào này? Có vẻ như chưa phá đảo đâu anh em ạ. Mày. Vãi, hồi sao giết con kia xong chưa phá đảo. Bực vãi. Rồi tôi cộng skin xem có cái nào hay đã. Tăng thêm một hia 3, ngon đấy. Như thế nghĩa là lại phải đi tiếp rồi. Bực thế. Mấy con này chết hết này. Vãi. Thôi cứu con này đã. Tí nữa tôi sẽ kiếm thêm cái lá đỏ để cứu hai con hổ răng kiếm cả con gấu này. Giờ còn giết thằng nào nữa nhỉ? Chắc là thằng không biết là bây giờ còn phải đi làm giết thằng nào nữa, tôi không hiểu lắm. Anh em vẫn cứ bảo nâng cung đi, cung nâng cấp hết rồi nhá, không còn cái tí gì cho cung nữa đâu. Đây nhá, tôi cho anh em xem này. Cung này nâng hết rồi này. Cung này cũng nâng hết rồi này, cung hại nâng hết rồi này. Không còn cái gì tôi chưa nâng hết luôn, giáo tôi nâng hết. Cái trụy nâng hết rồi. Nói chung trong này là chúng ta đã nâng gần như là nâng hết rồi đấy. Bom biết có hết rồi. Nên là anh em đừng có bảo nâng cung nữa nhá. Cung là tôi nâng hết rồi. Giờ chắc là phải đi gặp từ từ tôi vào đây xem mà có cái đồ gì không đã. Mẹ chơi với con kia hết sạch không còn tí đồ nào. Đây rồi. Ok, lấy thêm thịt. Đây, có lá đỏ đây rồi. Lá đỏ này là mình sẽ cứu được bọn thú đã chết. Ok. Có khi chiều nay chơi đến đây thôi nhở. Tôi cũng có việc phải đi bây giờ. Có tí việc. Nói chung mai tôi chơi sớm một tí để cho để xem mà có phá đảo được không. Nhưng mà cuối cùng mẹ giết con Batari xong vẫn mẹ đéo phá đảo được, bực quá. Chắc là vẫn còn thằng chùm nào đấy mà chúng ta phải giết. Ok, hẹn gặp anh em trong buổi stream sau nhá. Tối tôi đi có việc, tối tôi về tôi sẽ live stream tiếp. Rồi, bye bye, see you again nhá. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và theo dõi.